Các cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Nam Định. Alo. Vâng. Alo, vâng, xin chào em bạn ạ. Giờ chị ơi, em muốn hỏi chuyên gia bác sĩ là em bộ phận của em nó có nhiều lông mà nó hay bị rụng. Nó có biểu hiện gì không ạ? Vâng, và những vấn đề thắc mắc băn khoăn của bạn sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ vâng. Cái hiện tượng đấy lâu chưa em? Dạ cũng nó có từ lúc mới lớn lên. Vâng. Thế nó rụng như thế nào mà em bảo là nhiều? Dạ nó mọc khắp nó mọc ở lên bụng và nó rụng, nó cứ rụng xong nó lại hình như em không biết nó có mọc lên không, nhưng mà nó rụng rất nhiều. Thế à? Cũng không thấy nó có hiện tượng là quang rông hay là nó giảm bớt đi mà vẫn cứ thấy nhiều. Thực ra thì cái hiện tượng mà lông như của em ấy, nó là do cái nội tiết tố nam của mình nó mạnh, cho nên là nó có một số cái biểu hiện trong đấy, nó có cái biểu hiện là mọc vùng lông nó nhiều như vậy. Không có gì ngại cả em ạ. Nhá, đấy là bình thường. Trong trường hợp mà ví dụ cả râu, cả tóc, tức là nó rất là rậm và nó nhiều đến mức độ nó trùm cả, tức là trông rất là bất thường ấy, thì lúc đấy mình mới phải ngại. Chứ còn nếu như chỉ riêng vùng lông mà ở bộ phận sinh dục mà mọc cả lên đến bụng thì không cái đấy không có gì là bất thường cả nhá, mình không nên lo về điều đấy. Đôi khi một số trường hợp thì rất nhiều người lại muốn được như vậy đấy em ạ. Cái thứ hai là chị muốn nói về cái hiện tượng rụng ấy, nếu như mà nó một ngày nó chỉ rụng khoảng độ 3, 4, 5, 6 sợi thì bình thường, em không phải ngồi lo nghĩ gì cả. Như thế này thì mới gọi là nhiều này. Ví dụ như là có thể mình chỉ động tay nhẹ vào hoặc là mình tác động nhẹ vào mà nó cũng đã rụng này, hoặc là nó rụng mà mình phải chú ý, ví dụ rụng được hàng túm cơ thì mình mới sợ. Thế và nếu rụng mà lại không mọc nữa thì mới càng sợ. Chứ còn như hiện tượng của em thì không có vấn đề gì, nó cũng như tóc thôi, tóc một ngày người ta cũng phải rụng vài ba sợi mà. Nhá. Em cũng không ngại. Ví dụ chỗ đấy mà nó ngứa này, nó cái lông nó rất dễ rụng, tức là sợ là nó có thể bị nấm hoặc là bị cái viêm nang lông gì đó thì nó gây ra hiện tượng như vậy, thì lúc đấy mình cứ cần phải đi thăm khám thôi. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo. Dạ alo ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Alo, câu hỏi của bạn là gì thế? Em năm nay 26 tuổi. Vâng. Nhưng mà em thì mình cứ gặp bạn gái, tức là cứ tiếp xúc với bạn gái thì mình cảm thấy nó gọi là xấu hổ và ngượng ngùng ấy, không nói được gì ấy. Thì em không biết là liệu em có bệnh gì. Dạ vâng ạ. Vâng, tức là bạn năm nay đã 26 tuổi mà cứ gặp bạn gái lại thấy run run đúng không ạ? Và không nói được gì. Mình xấu hổ và mình không biết nói gì chứ. Thế ạ, vâng. Bạn đã yêu lần nào chưa? Có bạn gái đã yêu bạn gái nào chưa? Chính vì vậy em vẫn chưa yêu cô nào kìa. Bây giờ rất là muốn yêu bạn gái nào đấy nhưng mà cứ gần các bạn gái lại thấy ngại đúng không? Bối rồi, bối rối và khó nói chưa? Vâng. Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời vâng chị. Chị chào em. Em chào ơi, chị thế em đã đi làm chưa hay là vẫn đương đi học? Em đi làm rồi chưa? Đi làm rồi hả? Và trong cái môi trường của em thì có nhiều các bạn gái cùng làm việc không? Và công việc của em thì còn mang tới nhiều chưa? Em làm bên cơ khí chưa? Em làm bên cơ khí à? Thế thì từ cái lúc mà em đi học ấy, học phổ thông hay là đi học nghề ấy, mình có tiếp xúc với các bạn gái nhiều không? Dạ, từ lúc con bé thì cũng có, nhưng mà đến lúc lớn lên thì không chưa. Lớn từ lúc 16-17 tuổi thì mình cảm thấy mình e rè hơn. Đến khoảng 16-17 là tự dưng mình cảm thấy e rè. Em có biết là cái suy nghĩ nào của mình nó khiến cho mình e rè không? Dạ, em không biết, tự nhiên em cảm thấy mình thiếu tự tin. Tự nhiên mình cảm thấy thiếu tự tin. Thiếu tự tin là một cái cảm nhận của mình, nhưng mà mình lại phải tự hỏi mình xem là đứng trước bạn gái thì cái điều gì khiến mình thiếu tự tin. Bây giờ cái điều rất quan trọng là mình lại phải tự hỏi bản thân mình như thế. Chị với em thử bàn một chút xem là em nghĩ như thế nào khi đứng trước bạn gái. Mà không nghĩ thế nào cả, chỉ cảm thấy mình gọi là thiếu tự tin. Tức là em không biết là mình sẽ nói cái gì có đúng không? Dạ đúng rồi, không biết mình nói gì à? Không biết nói cái gì cả. Và thông thường ấy thì nó cũng hay xuất phát từ cái chuyện như này này. Mình không biết là mình nói ra thì liệu người ta có lắng nghe mình không, đúng không nào?
Thế rồi liệu cái câu nói ấy nó có phù hợp hay không? Khi mình định nói một cái gì đó thì mình nên chuẩn bị trước. Và mình có thể hình dung về cái chủ đề mà mình định nói. Mình sắp xếp các cái ý mà mình định nói mà. Để rồi mình có thể mình tập nói đối với chính bản thân mình. Mình nghe mà mình cảm thấy ổn thì như thế là không có gì đáng lo lắng cả. Thứ hai nữa là mình có thể học tập mà mình quan sát những cái người xung quanh mình, những cái bạn trai của mình em ạ. Người ta nói như thế nào, cử chỉ cái hành vi của họ ra làm sao, mình có thể quan sát và mình làm theo họ. Và đồng thời mình nên học cách nhận diện cái phản ứng của người khác. Ví dụ như là khi mà mình nói, mình nên quan sát cái người đối diện với mình để xem người ta phản ứng với cái điều mình nói ra sao. Nếu như mà cái phản ứng của người ta nó thuận lợi thì có thể mình lại tiếp tục, cái phản ứng của người ta nó không thuận lợi lắm thì có thể là mình lại phải dừng lại, mình lại phải chuyển cái chủ đề. Cái giao lưu trực tiếp này nó làm cho mình tự tin hơn là qua điện thoại. Dạ vâng ạ. Ừ thế nhá. Dạ, chào em. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của dạ, bạn vâng, là em chào chị ạ. Em chào chương trình và cử tình yêu ạ. Vâng, chị ơi, em muốn có một ý kiến muốn hỏi bác sĩ ạ. Vâng. Thì vâng, hôm qua em tháng này em có em bé nhưng mà em mới đi siêu âm được 5 tuần nhưng có một số sự giảm là khi em đi siêu âm thì bác sĩ bảo em là mang thai nhi 2 thai ạ. Vâng. Nhưng mà em chỉ một thai thì phát triển bình thường và một thai thì không phát triển ạ. Vâng. Nên em muốn rất là lo lắng nên muốn hỏi ý kiến của bác sĩ em nên làm thế nào ạ. Vâng, những băn khoăn của bạn sẽ được bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình giải đáp ạ. Xin mời chị. Dạ vâng, em chào chị ạ. Xong thai hả em? Dạ, thì hôm qua em đi siêu âm thì bác sĩ nói cho em biết là em mang 2 thai nhi nhưng mà chỉ một thai phát triển và một thai không phát triển chị ạ. Thai của em mới được 5 tuần à? Dạ vâng ạ, thai của em bác sĩ bảo là được 5 tuần rồi ạ. Thế em đi khám ở đâu vậy? Dạ em chỉ khám ở bệnh viện tư nhân thôi ạ. Ừ. Vâng. Bây giờ thì theo chị thì thế này. Thứ nhất là em cứ hoàn toàn bình thường, em không phải suy nghĩ gì cả nhá. Vâng. Cái thai đấy hiện nay nó mới được 5 tuần, nó còn rất là nhỏ. Thì mới có 5 tuần nó mới hình thành được cái túi ối và nó nằm ở trong tử cung thôi. Thế cho nên là chưa thể biết chắc chắn được là nó phát triển như thế nào, rồi là mức độ phát triển của nó ra làm sao, hoặc là nó có vấn đề gì không nhá. Cho nên là mình không nên quá lo lắng về vấn đề như vậy. Tuy nhiên thì mình hiện nay là mình mang thai đôi, mà khi mà đã song thai như vậy thì nó cần được cái sự theo dõi rất là chặt của bác sĩ về sản khoa nhé, để có thể đánh giá được cái sự phát triển của thai cũng như là tiên lượng cả cái cuộc đẻ cho em. Vâng, thì khi được tư vấn của bác sĩ thì em chắc là ngày mai em sẽ đến bệnh viện sản khám thì xem như nào ạ. Đúng rồi. Vâng, thì chị ơi em muốn hỏi một điều nữa là trong cái thời gian mà tháng vừa rồi ấy thì công ty của em có nhiều người bị sốt phát ban ấy, thì em cũng sợ là mình bị sốt phát ban, trong quá trình đấy thì em cũng nghỉ nhưng mà ở nhà thì em cũng cảm thấy đau đầu và mệt, hơi bị đau người ấy, thì em cũng có ra bệnh viện và truyền một chai nước, và trong thời gian đấy lúc ở nhà đau đầu thì em có uống một viên thuốc sủi, liệu có ảnh hưởng gì đến sau này không chị? Thôi được rồi, cứ yên tâm đi nhá. Bây giờ mà hỏi chị là nó có ảnh hưởng gì không hay nó làm sao thì chị không thể trả lời chắc chắn cho mình là nó có làm sao được hay không. Bởi vì muốn biết là nó có làm sao hay không thì phải chờ nó lớn một chút nữa và đi làm các xét nghiệm kiểm tra, hoặc là có những cái chuyên khoa sâu thì người ta mới có thể trả lời cho mình được. Tuy nhiên thì theo thông thường thì những với cái thuốc mình uống là chỉ có một viên Efferangan như vậy và chỉ truyền dịch có một lần, thì chị nghĩ là cái khả năng mà ảnh hưởng thì nó thấp hơn rất nhiều so với uống những loại thuốc khác. Hoặc là bị nhiễm hẳn dịch rubella thì cái khả năng nó nguy hiểm nó cao hơn nhá. Thế mình đừng có quá lo lắng gì nhá. Chị chào em. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình và sinh con thật khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng quay trở lại chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Cạn. Alo, xin chào bạn ạ. Em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế? Em muốn hỏi là em có một người yêu cách đây nhiều năm. Trước kia thì bọn em mới quen nhau thì hai đứa không liên lạc với nhau. Hai đứa nhận là yêu nhau rồi, nhưng mà qua một thời gian thì tìm hiểu thì
chả biết làm sao mà anh ấy tự nhiên này chẳng liên lạc với em nhiều lắm. Em nghĩ là chắc là cậu là anh ấy kiểu gì ấy. Em nghĩ là chắc là không biết có phải là anh ấy có yêu mình thật lòng hay không, nhưng mà thấy không biết quan tâm đến dạo trước ạ. Vâng. Em muốn hỏi chương trình cho em một lời khuyên như thế nào ạ? Vâng. Các bạn đã yêu nhau được hơn một năm và dạo này bạn thấy là tình cảm của bạn trai với mình không được mặn mà cho lắm đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời chuyên gia. Ơi chị chào em. Em chào chị ạ. Ừ. Ê, em ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 25 tuổi rồi ạ. À, em 25 à. Người yêu của em là bao nhiêu tuổi? Người yêu của em năm nay 29 tuổi rồi ạ. À, 29 tuổi hả? Ừ. Thế các em có làm việc hay là ở gần nhau không? Em cũng ở gần nhau cách tầm độ chục cây. À, ừ, chục cây thì cũng không phải là nhiều đúng không? Vâng, không phải là nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà dạo này thì em thấy có vẻ là anh ấy cũng ít quan tâm đến em, mà cũng mà gọi điện thoại cũng kêu là anh bận. Có lúc nói chuyện nó thì ít lắm, không có nhiều lắm. Ừ, thế trước kia đấy thì mình thường xuyên gặp nhau như thế nào? Bao nhiêu lâu mình gặp nhau một lần? Khi em thì cũng quen những tầm độ một tuần gặp nhau một lần, cứ vào thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ đi hai đứa bên nhau đi chơi. Ừ. Nhưng mà dạo này thì ít hơn chị ạ, dạo này hàng tháng mới gặp nhau một lần. À, thế ở đấy, như thế tức là nó có một cái sự thay đổi. Mà thông thường mà yêu nhau thì càng ngày thì nó phải tiến triển lên, nó khăng khít lên đúng không? Nhưng mà ở đây thì nó lại có một cái mà nó thưa đi, nó chỉnh mảng đi. Em có hỏi anh ấy là điều gì lại khiến cho anh lâu lâu thế mà không đến cái chỗ của em không? Ừ, em hỏi thì em cũng nói là dạo này anh bận quá, việc cơ quan bận, thế là anh cũng đi làm về muộn, tăng ca muộn thì anh cũng ít đến, nhưng mà cảm nhưng mà em thấy ít đến nhưng mà lúc gọi điện về nhưng mà tầm tối thì vẫn có thể nghe máy, nhưng mà anh cứ bận suốt ấy, em phải đi thế nào? Thực ra thì cũng có khi là người ta bận thật, nó vào một cái đợt nào đó của công việc, của cơ quan hay là của cá nhân thì nhiều khi là người ta không đến chơi được với nhau. Thế nhưng mà có thể sẽ phải xem là những cái lúc mà gặp nhau ấy thì cái cách nói chuyện, cái kiểu tình cảm đối với nhau nó như thế nào, người ta có sốt ruột vì quá lâu không gặp được nhau không? Đấy, thì những cái đó không biết là em cảm nhận như thế nào khi mà lâu lâu mới gặp nhau. Em thì em cảm nhận cũng thấy nói chuyện thì cũng có không được, chắc là không như trước mới quen ấy. Bây giờ yêu rồi thì cũng thể nói chuyện ít hơn một chút thì sao, kiểu là nói chuyện thì cũng vẫn tự nhiên như trước, vẫn rủ nhau đi ăn uống các thứ, nhưng mà cảm tưởng là khi về rồi thì cảm tưởng nó không được trước. Tức là không phải chỉ là không lâu không gặp nhau này, tức là thưa về cái thời gian gặp nhau, mà ngay cả cái tính chất của những cái lần gặp em cũng cảm thấy có sự thay đổi đúng không? Vâng, mà đúng cảm thấy là không mặn mà. Thế thì bây giờ em mong muốn điều gì? Chương trình cho em một lời khuyên có lên đến anh nữa hay không ạ? Cái này thì chương trình không thể nói với em được là có nên đến nữa hay không, bởi vì cái đấy nó phụ thuộc vào cái mong muốn của em. Nếu như mà em muốn tiếp tục cái tình yêu này đúng không, thì em phải làm rõ ra được là điều gì khiến cho anh ấy lại thiếu mặn mà với mình như thế đúng không? Có thể là từ những cái thông tin mà nó không ổn lắm, hoặc là ví dụ như là có một vài những cái điểm mà chưa hiểu nhau giữa hai người, và mình có thể cải thiện được, mình có thể thay đổi được, thì khi đó mình mới làm cho cái tình cảm nó càng ngày càng phát triển lên. Thế còn nếu bản thân em mà em cảm thấy rằng là nếu như người ta thật sự yêu mình mà thật sự là mong muốn đến với mình thì mình hẳn nên yêu. Còn nếu như người ta chỉnh màng như thế này thì có lẽ là mình cũng không nên là đuổi theo một cái người mà người ta không tha thiết lắm. Cái đấy nó phải do tự bản thân em. Em mong muốn nó tiếp tục hay là nó không tiếp tục. Nhưng mà có lẽ cái điều quan trọng nhất chính là mình phải làm rõ ra được là điều gì khiến cho hiện nay anh lại có cái sự chảnh mảng và không mặn mà với mình như thế. Em cũng biết thế rồi, nhưng em nghĩ là chắc là sẽ xem mọi người, em nghĩ là chắc tình hình này hơn thua. Em muốn hỏi chương trình một chút là chương trình tư vấn của em xem là nhà hơn, em cũng biết được là chắc là phải hỏi rõ ra xem là anh còn yêu mình hay không, là quen nhau được một năm rồi mà. Em cũng đã thấy nhận diện ra được một số những cái biểu hiện, và chính em cũng nói là không ăn thua rồi đúng không?
Ừ, khi em đã nói là không ăn thua rồi, có nghĩa là em đã nhận ra từ phía anh ấy có một sự thay đổi, phải không nào? Đúng ạ. Đấy, vậy thì đứng trước một sự thay đổi như thế, mình có nên tiếp tục hay không? Cái đấy hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, em ạ. Tức là nếu như mình thấy rằng là à, đây là một người rất là tốt và có thể anh ấy hiểu lầm mình, anh ấy chưa thấy được rằng là cái tình cảm của mình dành cho anh ấy là như thế nào, anh ấy có thể hiểu lầm cái những cái cách ứng xử của mình, điều này điều kia, và khiến cho anh ấy cảm thấy rằng là nó không ổn, thì khi đó mình phải hỏi, mình mới biết rằng là anh ấy nghĩ về mình như thế nào, anh ấy nghĩ về cái tình cảm này như thế nào nhá. Ừ đấy, thế thì em nên trao đổi một cách thẳng thắn với anh ấy. Em có thể nói rằng là em biết là anh bận, tuy nhiên là cái chuyện mình lâu không gặp nhau nó là một nhẽ, còn những cái khi gặp nhau em cảm thấy là dường như nó có một cái gì đấy nó cũng đã bị chểnh màng rồi. Em cảm nhận được là cái tình cảm của anh dành cho em nó không được như ngày xưa, em cũng rất buồn, em cũng rất lo lắng. Thì anh có thể nói rõ cho em biết là điều gì nó khiến có cái việc ấy như hay không. Những cái chuyện này chị nghĩ là hoàn toàn có thể trao đổi thẳng thắn với nhau được nhé. Để khi mà mình đã biết rõ ràng rồi thì cái hướng quyết của mình thì nó có căn cứ hơn em ạ. Dạ, rồi, thế nhá, cảm ơn chị nhiều ạ. Rồi, chị chào em. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Hưng Yên. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, em muốn gặp bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, bạn sẽ gặp bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình ạ. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ, alo ạ. Ừ, chị nghe em nói đây. Chị cho em hỏi, em bị mổ tinh hoàn, em bị mổ 2 lần ở vùng dương vật rồi. Bây giờ em muốn hỏi xem là có ảnh hưởng gì đến sau này không hả chị? Mổ tinh hoàn hay mổ dương vật? Dạ, mổ cả mổ tinh hoàn, cả mổ thoát vị ạ. À, em bị thoát vị cả hai bên à? Một bên là bên phải là mổ thoát vị, còn bên trái là mổ bị giãn tinh hoàn ạ. À, giãn tinh hoàn thường tinh. À thế hả? Ừ. À. Tức là cái mổ giãn tĩnh mạch thường tinh của tinh hoàn thì chỉ có một bên thôi gì? Vâng. Ừ, thế còn bên kia thì lại là mổ thoát vị đúng không? Vâng. Ừ, thế bây giờ thì em sức khỏe em tốt không? Sức khỏe em thì nói chung là nó cũng bình thường, nhưng mà cũng thỉnh thoảng nó cũng khó chịu. Ừ, nó khó chịu như nào em? Dạ nó thấy nó đau nó ấy ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 22 ạ. 22 hả? Em mổ hai cái đấy lâu chưa? Cái bên phải là em mổ từ 5 tuổi, còn cái bên trái là em mới mổ tầm tháng 2 năm ngoái. Thế hả? Thôi bây giờ không phải lo lắng gì đâu nhá. Thứ nhất là mổ cái thoát vị đấy, tức là hồi sinh ra thì cái lỗ ở bẹn ấy nó hơi to một chút, nó làm cho quai ruột nó xa xuống đấy, và bây giờ bác sĩ người ta mổ, người ta khâu cái lỗ ấy lại, thì cái quai ruột ở trên nó không xa được xuống tinh hoàn nữa, thì mình không bị đau nữa, thế là tốt rồi nhá. Mười mấy năm nay không có vấn đề gì, thế là ổn rồi. Cái bên phải ấy nhá. Thế còn cái bên trái thì mình cũng mới mổ từ tháng 2 đến giờ, cho nên là thỉnh thoảng có thể nó hơi tức cũng là chuyện bình thường thôi nhá. Ừ, bây giờ mình lo lắng điều gì? Chị cho em hỏi, nhưng mà em mổ rồi, nhưng mà cái bên trái, em mổ rồi, nhưng mà em thấy, vẫn thấy cái bìu của nó ở dưới nó vẫn thệ xuống. Ừ, tức là nó to hơn so với bên kia một chút à, và nó hơi lệch à? Vâng, nó to hơn, nó bị lệch à. Thôi bây giờ cái bên phải thì mình không quan tâm đến nó nữa. Cái bên mà nó chỉ bị thoát vị bẹn ý, thì người ta đã khâu cho rồi là xong rồi nhá. Vâng. Bây giờ cái bên trái ý, là cái bên mà nó có giãn cái tĩnh mạch thường tinh ý, mà đã phải mổ rồi ý. Thì thông thường là sau khi mổ rồi thì nó cũng tốt, thế nhưng mà em phải tự theo dõi. Nếu như em thấy thực sự là bên đấy mà nó to hơn hẳn so với bên phải, tức là cái giãn đấy có thể nó chưa giải quyết được triệt để, nó vẫn bị, thì là mình phải xem lại. Chị thì chị nghĩ là sau khi em đã mổ được cái giãn tĩnh mạch thường tinh đấy thì bây giờ cơ quan sinh dục của em thì nó chưa có vấn đề gì đâu nhá. Tuy nhiên thì thứ nhất là mình đừng có nghĩ là mình bị cái bệnh gì cả. Những cái trục trặc đấy là người ta đã giải quyết cho mình rồi. Dạ. Nhá. Cái thứ hai nữa là mình phải tự theo dõi, nếu mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường, ví dụ như là nó sưng nóng này, hoặc là nó đỏ, hoặc là nó rất là đau, động tay vào nó cũng đau, hoặc là nó lệch hẳn một bên so với bên kia, thì mình phải đi kiểm tra lại ngay nhá. Dạ. Dạ. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ.